Tuấn Hưng là ca sĩ Việt đầu tiên được mời diễn tại Super Bowl, nhận được thư mời biểu diễn tại Super Bowl, sự kiện thể thao do Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ tổ chức, ca sĩ Tuấn Hưng vô cùng vui mừng. Sáng ngày 10 tháng 9, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ niềm hạnh phúc với Vietnamnet khi được mời trình diễn ở sự kiện Super Bowl, sự kiện thể thao do Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ tổ chức từ năm 1967. Theo Tuấn Hưng, Super Bowl là sự kiện lớn của nước Mỹ khi tất cả các ngôi sao của thế giới đều được mời diễn, không lấy cát xê. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng một cách công phu, tương tự một buổi diễn đại nhạc hội lớn nhất nước Mỹ được mong chờ. Ban tổ chức chương trình luôn sắp xếp những tiết mục âm nhạc để tăng thêm sự hấp dẫn cho khán giả tới xem. Tôi là người đầu tiên của châu Á và Việt Nam được mời. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Khi nhận được thông tin cách đây 2 tuần, tôi cảm giác như đang mơ chứ không phải sự thật. Chỉ đến khi nhận được lời mời chính thức, tôi mới dám tin. Đây là bước khởi đầu cho những nghệ sĩ Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp xúc, giao lưu, học hỏi với các nghệ sĩ thế giới. Tôi đang bất ngờ, sung sướng, lo lắng vì phải hoàn thiện toàn bộ kỹ năng về giọng hát, vũ đạo và làm nhạc làm sao cho hợp với màu sắc âm nhạc chung của chương trình. Tuấn Hưng chia sẻ với Vietnamnet trên trang cá nhân. Tuấn Hưng cũng chia sẻ thông tin vui này và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Hoa hậu Jennifer Phạm bày tỏ chúc mừng anh, tự hào quá. Đáp lại, Tuấn Hưng viết hôm nay anh mới nhận được hợp đồng. Vui mừng và hãnh diện em ạ. Theo như thư mời, Tuấn Hưng sẽ trở thành ca sĩ biểu diễn trong sự kiện Vegas Super Bowl Free đêm buồn áp diễn ra vào tháng 2 năm 2024 tại Las Vegas, Nevada, Mỹ. Đây là sự kiện trong khuôn khổ của Super Bowl có sự tham gia của khoảng 10.000 khán giả. Ban tổ chức sự kiện cũng nhấn mạnh trong thư mời, chúng tôi tin rằng tài năng âm nhạc và sự hiện diện của bạn sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn mà chúng tôi muốn mang đến cho khán giả. Sự tham gia của bạn sẽ là một khía cạnh quan trọng góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm thể thao và giải trí thực sự đáng chú ý. Nhan sắc nổi bật của dàn mỹ nhân Đông Nam Á dự kiến Miss Grand International 2023. So sánh nhan sắc dàn thí sinh khu vực Đông Nam Á tại Miss Grand International 2023, Hoa hậu Lê Hoàng Phương Liệu có khả năng cần tin. Miss Grand Cambodia, Hoa hậu Hòa bình Campuchia Phuong Spreno đến từ Phnom Penh, năm nay 25 tuổi, cao 1m70, cô hiện đang là người mẫu và diễn viên tại Campuchia. Phuong Spreno là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp ở Campuchia khi cô từng tham dự Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2018 và lọt top 11. Miss Grand Indonesia, Hoa hậu Hòa bình Indonesia Vitasia Welbit Wenens, năm nay 22 tuổi, cao 1m75, sở hữu nhan sắc hiện đại và cá tính. Cô đang được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của khu vực châu Á tại Miss Grand International 2023. Vitasia không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp ở Indonesia. Cô từng tham dự cuộc thi nhan sắc lâu đời Puteri Indonesia 2019 và lọt top 11. Người đẹp là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Đại học Sriwijaya qua giáo dục văn bằng kinh tế. Cô đang làm công việc người mẫu, kế toán tại quê nhà. Miss Grand Lào, Hoa hậu Hòa bình Lào Phetmani Philakhon đến từ Vientiane, 27 tuổi. Cô tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Tài chính, công việc hiện tại là nhân viên ngân hàng. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người đẹp còn nói được tiếng Thái và tiếng Anh. Phetmani Philakhon từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Lào 2015 và đoạt danh hiệu Á hậu 4. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào đang là quốc gia chưa có thành tích gì nổi bật trong lịch sử cuộc thi Miss Grand International. Miss Grand Malaysia, Hoa hậu Hòa bình Malaysia Kasguler năm nay 21 tuổi, là nữ diễn viên kiêm người mẫu đến từ Selangor. Kasguler từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss International Malaysia 2022 và đăng quang Miss Malaysia vào năm 2023. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng chinh chiến được mài giũa qua các cuộc thi trước đó, người hâm mộ quê nhà hy vọng cô sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2023. Miss Grand Myanmar, Hoa hậu Hòa bình Myanmar Ni Mi Min Yi năm nay 23 tuổi, cao 1m73, bên cạnh nhan sắc nhận về nhiều lời khen. Người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng nể với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kỹ sư xây dựng tại Học viện VKA ở Singapore. Ni Mi Min Yi là siêu mẫu nổi tiếng tại quê nhà. Miss Grand Philippines, Hoa hậu Hòa bình Philippines Vicky Zamora là người đẹp được phán sắc đẹp quốc tế quan tâm khi đăng quang nhờ với mái tóc xoăn bồng bềnh ấn tượng. Cô sinh năm 2004, là con gái hai dòng máu Philippines, Brazil. Vicky từng đăng quang Miss Teen Philippines 2019 lúc mới tròn 15 tuổi. Cô cũng tham gia cuộc thi Supermodel về 2021. Tôi là siêu mẫu châu Á và hiện đang là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng tại quê nhà. Người đẹp được chuyên trang Sass Factor dự đoán sẽ giành vương miện Miss Grand International 2023. Miss Grand Thái Lan, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Thawipon Phingchamrat năm nay 27 tuổi, là gương mặt quen thuộc với phán sắc đẹp Thái. Mỹ nhân từng thi Miss Grand Thái Lan 2017 và giành Á hậu 3. Sau đó, Thawipon Phingchamrat thi Miss United Kingdom 2017, giành kết quả tương tự.
Thawipon Phingchamrat, nghệ danh Ao Thawipon, tự theo học tại Đại học Swan Sunanda Rajabhat, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học quản lý. Người đẹp được đánh giá là một thí sinh mạnh tại Miss Grand International 2023, Miss Grand Việt Nam. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 87, 63, 95 tại Miss Grand Việt Nam năm nay. Hoàng Phương dinh về loạt giải thưởng phụ như ảnh chân dung đẹp nhất và lọt top 6 thí sinh ấn tượng. Top 5 Best in Swimsuit. Hoàng Phương từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ người đẹp biển. Sau đó cô lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Best Catwalk. Người đẹp được chuyên trang Sass Factor dự đoán sẽ là một trong hai đại diện của Đông Nam Á lọt top 5 chung cuộc Miss Grand International 2023 cùng với đại diện đến từ Philippines. 4 mỹ nhân Việt xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Mai Phương, Phương Nhi, Hoàng Phương và Ngọc Hằng là 4 mỹ nhân Việt sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế vào cuối năm 2023. Này đều có ngoại hình nổi bật. 1. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Mỗi ngày, mỹ nhân 24 tuổi đều gửi tín hiệu vào vũ trụ, cầu mong bản thân đủ sức mạnh, sự tự tin để có thể mang chiếc vương miện xanh đầu tiên về cho Việt Nam hoặc ít nhất vào top 5 ứng xử về thế giới. Người đẹp không áp lực bởi thành tích của những thí sinh Việt Nam trước đây. Cô tâm sự, nếu không đoạt giải cao, tôi vẫn là hoa hậu. Trách nhiệm của tôi là vẫn làm việc, đóng góp cho cộng đồng. Không có gì phải áp lực hay buồn bã. Mong khán giả sẽ dành tình yêu thương, động viên để tôi có thể tiếp tục làm việc và cố gắng. 2. Á hậu Nguyễn Phương Nhi. 3. Hoa hậu Lê Hoàng Phương. 4. Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng.